Hôm nay kể cho mọi người câu chuyện về một người đàn ông có dòng máu lợn rừng. Một khi nóng này sẽ biến thành lợn rừng tinh ngàn năm. Hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim Công chúa Ma Cà Rồng. Anh chàng tóc vàng là một nhân viên chuyển phát nhanh đến từ dân tộc chiến đấu, bình thường đi tàu điện ngầm để giao bưu phẩm. Sau khi phát xong một đơn lại uống chút cà phê, rồi ăn chút sandwich gì đó, xong chuyện thì ngủ gật ở trên tàu điện trên đường phát hàng, cuộc sống cũng rất thoải mái. Nhưng những ngày gần đây, anh ta luôn bị cơn ác mộng đáng sợ quấy nhiễu. Trong mơ, anh ta vừa nhìn đã biết là thiếu dinh dưỡng, lại tương đối anh dũng, không chỉ tay cầm vũ khí cứu được một cô gái có hình xăm sau gáy, mà còn không biết vì sao lại nhìn thấy mặt trời vào buổi đêm bị một bóng mờ che phủ. Dù sao thì anh ta chỉ được hưởng nghĩa vụ giáo dục 9 năm nên không thể nào hiểu là phải rồi, sau đó liền nhảy xuống từ trên nóc nhà. Một loạt những thao tác khó hiểu này, mỗi lần đều khiến anh chàng tóc vàng tỉnh lại từ trong tiếng thét, tiếp đó là tiếp xúc thân mật với tủ đầu giường, đau đến mức nhè nanh múa vuốt. Hôm nay, anh ta giao 10 bưu phẩm đến tận lúc trời tối, đội mưa đến một khách sạn phát hàng, bên cạnh có một cô gái đi tới muốn thuê phòng, vốn dĩ anh chàng tóc vàng định đi, đột nhiên cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, cô gái liền bỏ mũ xuống một cách đúng lúc, hình xăm phía sau gáy lại giống y hệt thứ anh ta nhìn thấy trong mơ. Sau khi đưa cho Lễ Tân số tiền còn lại trong túi, anh chàng tóc vàng đã biết được số phòng của cô gái. Đứng ngoài cửa, nói rằng mình đã từng mơ thấy cô ta trong mơ, muốn làm rõ chút chuyện, kỹ năng tán gái lỗi thời như vậy, đổi lại là bây giờ chắc chắn là không ổn. Nhưng dù gì anh chàng tóc vàng cũng là người có hào quang nhân vật chính, cô gái lại thật sự mở cửa phòng ra. Cùng lúc đó, trong một tầng hầm tối tăm, một ma ca rồng khắp người toàn là mạng nhện đã hồi sinh. Sau khi vươn vai, chim bồ câu bay qua bên cạnh đã trở thành thức ăn trên đĩa của ông ta. Hóa ra là ông chú tóc trắng, là anh trai của cô gái tóc đỏ đang trợn mắt bên cạnh này. Ông chú tóc trắng vừa hồi sinh đã vô cùng bận rộn, đưa thuộc hạ là người đàn ông mặc áo đỏ đi thẳng tới khách sạn, hất văng anh chàng tóc vàng ở cửa phòng cô gái xuống đất. Hóa ra, cô gái xinh đẹp bên trong này là công chúa ma cà rồng. Cô gái xinh đẹp vô cùng hoảng loạn trước sự xuất hiện của ông chú tóc trắng, cho dù trong tay có con dao găm cũng không địch lại nổi hai lớp công kích của ông chú tóc trắng và cô gái tóc đỏ, chỉ có thể giơ tay chịu trói. Nhìn anh chàng tóc vàng hôn mê bất tỉnh ở trong hành lang, cô gái xinh đẹp như thể đã lấy lại khí thế, lại triển khai phản kích kịch liệt, nhưng vẫn bị người đàn ông mặc áo đỏ bóp cổ. May mà anh chàng tóc vàng đã tỉnh lại đúng lúc, đẩy xe vệ sinh của khách sạn và húc ngã người đàn ông mặc áo đỏ. Màn anh hùng cứu mỹ nhân đã thành công, anh ta mau chóng đưa cô gái xinh đẹp chạy đi. Cùng lúc đó, một ông chú chọc đầu đưa một nhóm người nhìn có vẻ rất lợi hại đi thang máy lên. Hóa ra bọn họ là một nhóm săn quái, chuyên bắt giết các loại yêu ma quỷ quái như ma cà rồng. Rõ ràng chiếm nhiều ưu thế về nhân số, nhưng đánh nhau lại không có chút sức chiến đấu mạnh mẽ nào. Chạy tới sân thượng, anh chàng tóc vàng cho dù đã ra sức để chặn cửa, nhưng suy cho cùng cũng không phải đối thủ của ma cà rồng. Anh chàng tóc vàng lại một lần nữa bị hất văng. Đối mặt với người đàn ông mặc áo đỏ đang lao tới chỗ mình, anh chàng tóc vàng bỗng nảy ra kế liền lăn lại, lật chiếc bàn gỗ mục bên cạnh xuống để trước ngực. Người đàn ông mặc áo đỏ phanh lại không kịp đã bị đâm xuyên tim, hóa thành cát bụi và tiêu biến. Cô gái xinh đẹp đã nhìn thấy chuyện này, vô cùng kinh ngạc trước hành động anh dũng của anh chàng tóc vàng. Hỏi tên và chủng tộc của anh chàng tóc vàng lại đáp bằng vẻ ngẩn ngơ: "Tôi thuộc bộ tộc chuyển phát nhanh." Cô gái xinh đẹp nói rằng mình vẫn luôn đợi anh, sau đó ôm anh chàng tóc vàng rồi hôn nhau. Sau đó liền nhảy thẳng xuống, để lại anh chàng tóc vàng ngây ra trong gió. Sau khi ông chú đầu chọc đi tới, biết được anh chàng tóc vàng đã xử lý người đàn ông mặc áo đỏ, có điều vẫn xịt bình xịt xóa ký ức vào anh ta khi anh ta còn đang ngỡ ngàng. Ngày hôm sau, anh chàng tóc vàng lại ôm đầu bước ra từ trong phòng ngủ, bước vào khách sạn hôm qua. Rất hiển nhiên, bình xịt mất trí nhớ dường như không có tác dụng lắm với anh ta. Anh ta lén lút đi vào phòng của cô gái xinh đẹp, vòng tay trên bồn rửa khiến anh ta nhớ lại tất cả mọi chuyện trong thang máy. Anh ta lại gặp được ông chú chọc đầu, chỉ là bọn họ lần này không thân thiện với anh chàng tóc vàng cho lắm, bắt anh ta vào một phòng thẩm vấn toàn là gương. Anh chàng tóc vàng không hề tin rằng trên đời thật sự có sinh vật gì là ma cà rồng. Bình xịt mất trí nhớ càng khiến cho anh ta khinh bỉ hơn. Ông chú chọc đầu đưa anh ta đi thăm địa điểm làm việc của mình và nói trong thành phố có khoảng 30 sinh vật phi nhân loại, đều được gọi là kẻ sa đọa. Công việc của bọn họ chính là kiểm soát những quái vật đang thử làm loạn thế giới loài người này. Người trong bức ảnh phục cổ này chính là cô gái xinh đẹp đó, cô là một ma cà rồng. Còn anh chàng tóc vàng sở dĩ luôn mơ thấy ác mộng là bởi vì thân phận thực sự của anh ta là một người theo dõi. Trong mỗi 100 vạn người mới có một người theo dõi, có thể cảm nhận được sức mạnh siêu nhiên. Những ác mộng mà anh ta mơ thấy chẳng qua là sự dự đoán trước mọi chuyện mà thôi. Sau khi nói một hồi, liền bảo anh chàng tóc vàng gia nhập vào tổ chức bọn họ. Anh chàng tóc vàng quyết đoán từ chối, đi tàu điện ngầm giao hàng thoải mái biết bao. Anh chàng tóc vàng sau khi về vừa nghĩ tới ánh mắt mong đợi đó của cô gái xinh đẹp, thôi, hãy coi như là sự nỗ lực vì chuyện tìm vợ tương lai cho mình vậy. Anh chàng tóc vàng vui vẻ gia nhập trong cuộc sống. Sau đó, ông chú đầu cho bắt đầu huấn luyện cho anh chàng tóc vàng các kỹ năng chiến đấu. Suy cho cùng, người đến bản thân cũng không bảo vệ nổi thì càng không bảo vệ được người khác. Rất nhanh sau đó, anh chàng tóc vàng đã đón nhận nhiệm vụ đầu tiên của anh ta, đó chính là lợi dụng cảm giác đặc biệt của người theo dõi của mình để tìm ra lộc thủ tinh ẩn nấp trong nhóm người. Anh chàng tóc vàng đã phán đoán sai, lộc thủ tinh thật sự đã bị ông chú đầu chọc bắt. Vừa tiến lên đã cho anh ta một chiêu xoay vòng ma lực của tình yêu. Lộc thủ tinh không chịu nổi sự giày vò, nói với ông chú đầu chọc: "Ông chú tóc trắng sở dĩ luôn đuổi theo cô gái xinh đẹp là vì cô ta bây giờ là công chúa ma cà rồng, còn không lâu sau đó sẽ có một ngày nhật thực, chỉ cần hôm đó cô ta được gả cho ai, người đó sẽ có thể thống lĩnh những kẻ sa đọa. Một khi xuất hiện một vị hoàng tử hắc ám uống máu
máu của công chúa thì sẽ không còn phải sợ mặt trời. Thế giới con người sắp đối mặt với một kiếp nạn, tất cả yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện ở chốn nhân gian. Thông qua điều tra, vào thế kỷ 19, ông chú tóc trắng là người duy nhất phản đối ma cà rồng và con người giảng hòa, vì vậy đã bị đồng loại sát hại. Trước đây không lâu mới được chuyển hóa, sống lại. Cùng lúc đó, ông chú tóc trắng nấp trong bóng tối cũng tràn ngập sự tự tin về sự thống trị loài người trong tương lai. Ông chú đầu chọc đưa anh chàng tóc vàng tìm hồ ly tinh nghìn năm để tìm kiếm về đầu mối của cô gái xinh đẹp. Kính áp chàng này thật lợi hại. Rất hiển nhiên, hồ ly tinh càng hứng thú với anh chàng tóc vàng trẻ trung đẹp trai hơn. Sau một hồi những thao tác thần thánh, anh chàng tóc vàng dường như đã đến được một đường hầm đen tối. Cô gái xinh đẹp ngồi trong phòng đột nhiên trở thành ông chú tóc trắng. Sau vài phát, anh chàng tóc vàng đã bị ông chú tóc trắng đánh vô cùng thảm. Khi anh ta tỉnh lại, hồ ly tinh nói đây chính là đầu mối về nơi ở của cô gái xinh đẹp. Sau khi nghe thấy anh chàng tóc vàng miêu tả, ông chú đầu chọc và trợ thủ đã lĩnh hội trong lòng, đưa một lực lượng vũ trang, thật sự tìm được nơi hồ ly tinh đã cho anh ta nhìn thấy. Trong mơ hồ, anh chàng tóc vàng cảm nhận được cô gái xinh đẹp đang ở gần, đi tìm theo cảm giác. Quả nhiên đã tìm thấy cô gái xinh đẹp cô độc một mình. Cô gái xinh đẹp ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh ta, nhưng lực lượng vũ trang đối diện lại muốn bắt mình. Thuộc tính ma cà rồng của cô lập tức lộ ra, phẫn nộ bóp lấy cổ của anh chàng tóc vàng. Cô gái xinh đẹp không dám tin rằng dũng sĩ trong lòng mình lại đưa người đến bắt mình. Rất nhanh sau đó, cô gái xinh đẹp đã bị nhốt vào trong nhà giam chuyên biệt của bọn họ. Không lâu sau, phía trên liền vang tới âm thanh gào thét, tất cả mọi người đều căng thẳng. Hóa ra là lũ đàn em quần chúng của ông chú tóc trắng đã tới, không nói lời nào liền đánh nhau với những người phía trong. Rõ ràng là người bắt quái, lại đánh nhau với ma cà rồng, nên không ai có thể là đối thủ được. Ông chú đầu chọc lôi súng lục ra bắn một tràng vào mấy người đó. Nhưng cách bắn súng không đặt này, quả thực có thể đem ra để so sánh với Lagervik. Ông chú tóc trắng dương dương tự đắc xuất hiện ở phía sau người bọn họ, nói công chúa là của mình rồi. Trong hỗn chiến, cô gái tóc đỏ bị người bắt quái dùng còng tay để còng lại, còn ông chú đầu chọc vẫn đang mò sờ khẩu súng của mình. Đại ca, thả ông đi tới cho bọn họ hai chiêu còn hơn. Ngay sau đó đã khiến tất cả mọi người ngây ra, chỉ thấy ông chú đầu chọc vứt khẩu súng lục đã lên đạn, không biết lấy từ đâu ra một chiếc Gatling. Vài ma cà rồng đã sợ đến mức liên tục lùi lại. Sau một hồi những thao tác tóe ra ánh lửa đỏ, đạn rơi đầy dưới đất, cuối cùng đã hạ gục đám nhân vật quần chúng đó. Ông chú tóc trắng lại không chút tổn hại nào mà đứng dậy, còn không quên điểm tĩnh chỉnh lại kiểu tóc. Nhìn thấy tàu điện ngầm sắp ra khỏi tầng hầm, cô gái tóc đỏ bị còng vô cùng hoảng loạn, ra sức cầu cứu với anh trai tóc trắng. Nhưng ông chú tóc trắng sau khi nhìn còng tay, liền nở nụ cười chào tạm biệt, rồi tung người nhảy ra khỏi khoang xe. Anh chàng tóc vàng mở cửa nhà giam, dùng áo để che cho cô gái xinh đẹp, còn cô gái tóc đỏ thì không được bố mẹ thương yêu, còn bị anh trai bỏ lại đã vỡ vụn. Ông chú tóc trắng đã bị tổn thất không ít binh lực, đưa theo vài thuộc hạ còn sót lại, bước vào một quán bar, âm nhạc ồn ào, ánh đèn mờ ảo, cung cấp điều kiện tuyệt hảo để bọn họ phát triển nhân lực, cho dù người bị cắn hét thế nào, người đang lắc lư bên cạnh đều như không nghe thấy. Nhất thời, cả thành phố chỗ nào cũng bắt đầu xuất hiện tượng cắn người loạn xạ. Ông chú đầu chọc mau chóng đưa người đến khống chế cục diện, để lại anh chàng tóc vàng là người theo dõi duy nhất ở đây để phụ trách công việc giao tiếp và cả bảo vệ cô gái xinh đẹp. Trên màn hình lớn, anh chàng tóc vàng nhanh nhẹn phát hiện ra người trong căn cứ đã lần lượt được dẫn dụ tới 4 địa chỉ có phương hướng khác nhau. Anh ta lập tức ý thức được, nhóm người của ông chú tóc trắng chắc chắn đã biết địa chỉ của căn cứ. Đây có khả năng là kế điệu hồ ly sơn của ông chú tóc trắng. Không thể chậm trễ, anh chàng tóc vàng mau chóng đưa cô gái xinh đẹp rời khỏi căn cứ, nhưng đã muộn, hai đầu đường đều bị người của ông chú tóc trắng chặn lại. Sau khi đánh ngất anh chàng tóc vàng không có chút khả năng đáp trả nào, rồi đưa cô gái xinh đẹp đi. Sau khi ông chú đầu chọc xử lý xong bạo loạn bên ngoài, quay lại mắng chửi thậm tệ anh chàng tóc vàng một hồi và dự đoán chắc chắn là căn cứ đã xuất hiện gián điệp, tiết lộ vị trí cụ thể của căn cứ. Thông qua kiểm tra camera, quả nhiên phát hiện hình bóng một con lợn rừng lướt qua. Anh chàng tóc vàng vốn dĩ định gia nhập vào trong, nhưng ông chú đầu chọc lại ác độc nói, bởi vì sự lơ là cảnh giác của anh ta, nên bây giờ đã bị tạm ngừng chức vụ. Bất đắc dĩ, anh chàng tóc vàng nghĩ tới lời hồ ly tinh trước đó đã nói, chỉ cần có gì cần, gọi lớn 3 tiếng tên của cô ta. Quả nhiên, hồ ly tinh đã xuất hiện và nói trong ác mộng mà trước đó anh ta đã mơ, đã bao gồm cả đầu mối. Một bên khác, ông chú đầu chọc đưa người tìm thấy lợn rừng tinh thông đồng với ông chú tóc trắng ở dưới hầm để xe. Đối mặt với những người đến bắt mình, lợn rừng tinh lại bắt đầu biến thân ngay tại đó. Ông ta có dòng máu lợn rừng, liền biến thân thành một con lợn rừng tinh ngàn năm. Đừng nghĩ ông ta tai to mặt lớn, lúc chạy trốn vẫn rất nhanh. May mà mọi người cũng không phải dạng vừa, dùng những quả bóng thép nhẹ nhàng bắt sống lợn rừng tinh. Lợn rừng tinh bị nhốt lại nhưng vẫn đắc ý nói, loài người sắp toi đời rồi. Cùng lúc đó, anh chàng tóc vàng đạo nghĩa không cho phép trùng bước mà lại gia nhập vào tổ chức và chủ động xin được đi bắt ông chú tóc trắng, còn đem theo một khẩu Gatling vàng, nhân tiện còn lấy một nắm tỏi để phòng khi cần thiết. Hét lên một tiếng, cổ vũ cho bản thân, anh chàng tóc vàng liền xuất phát. Vừa ra khỏi cửa thang máy liền thuận lợi giết được tên đầu tiên. Nhưng mấy người sau cửa lại không dễ đối phó như vậy, nhẹ nhàng di chuyển đã có thể tránh khỏi đạn. Anh chàng tóc vàng lại trực tiếp vứt Gatling, chuyển dùng 2 khẩu súng để chiến đấu. Thao tác này có chút khó hiểu. Quả nhiên, chẳng ngờ được quá 3 giây, đã bị đè xuống đất. May mà anh ta không chỉ có đồ chiến đấu, còn có ủng chiến đấu, vũ khí trên ủng lại giết được một tên. Đúng lúc anh chàng tóc vàng và cậu em ma cà rồng thứ 3 đánh nhau túi bụi, hình bóng của hồ ly tinh lóe lên, lập tức anh chàng tóc vàng đã thành công ẩn thân trước mặt ma cà rồng thứ 3. Sau đó đã tiến anh ta lên Tây Thiên mà không tốn chút sức lực nào.
Lần theo âm thanh kêu cứu của cô gái xinh đẹp, anh chàng tóc vàng đã bị đánh đến mức máu mũi không ngừng chảy cũng không dám chậm trễ giây phút nào, cầm khẩu Gatling vàng liền đi thẳng lên sân thượng tìm. Lúc này chính là thời khắc nhật thực, cô gái xinh đẹp không thể động dậy trước sự kìm kẹp của ông chú tóc trắng. Mũi tên anh chàng tóc vàng bắn ra, lại bị ông chú tóc trắng dùng tay đỡ lấy. Anh chàng tóc vàng ngây ra, chỉ có thể áp dụng chiến thuật truyền thống chiến đấu rồi, nhặt một cây gậy sắt lên và vung sang, ngăn cản ông chú tóc trắng cắn lên cổ cô gái xinh đẹp. Nhân lúc ông chú tóc trắng và anh chàng tóc vàng đánh đấu, cô gái xinh đẹp cũng ra sức triển khai phản kích. Nhưng cho dù là 2-1, ông chú tóc trắng vẫn chiếm ưu thế, anh chàng tóc vàng và cô gái xinh đẹp đều bị ngược đãi khá thảm. Ông chú tóc trắng trên sân thượng thấy phần thắng nằm trong tay, không nhịn được mà làm tư thế của kẻ mạnh. Anh chàng tóc vàng không từ bỏ, cũng không biết là lần thứ mấy bò dậy từ dưới đất rồi, dùng một cái cầu thang ghì chặt cổ của ông chú tóc trắng, khiến ông ta không thể động đậy, cuối cùng vẫn bị đá bay một cú, rơi xuống. Vì có hào quang nhân vật chính mạnh mẽ, anh chàng tóc vàng không chỉ không bị ngã chết, hơn nữa còn được nạp đầy mana, ra sức cổ vũ bản thân. Dưới sự chống đỡ của tâm niệm to lớn, anh chàng tóc vàng lợi dụng cơ thể của mình, kéo ông chú tóc trắng xuống sân thượng và dùng dao găm tùy thân đâm ông chú tóc trắng tan biến trong lúc rơi. Còn bản thân anh ta cũng rơi mạnh lên nóc xe ô tô. Ngã thành bộ dạng này, chắc là hết hy vọng rồi. Cô gái xinh đẹp đã cắn cổ anh ta trước khi nhật thực hoàn toàn kết thúc. Cứ như vậy, anh chàng tóc vàng đã thuận lợi trở thành thống lĩnh của ma cà rồng, còn lấy được vợ. Câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc. Đây là bộ phim hành động huyền ảo đến từ Nga dân tộc chiến đấu, đã được kết hợp với không ít kỹ xảo của Hollywood. Khung cảnh ông chú đầu chọc đổi vũ khí để đại chiến với ma cà rồng khiến tôi bỗng chốc nhớ tới Plan and Zombie. Suy cho cùng đều là thể loại đứng bất động. Tuy phương diện tình tiết có chút hỗn loạn và không có trật tự, sức chiến đấu của ma cà rồng lúc mạnh lúc yếu ra thì cũng không có chỗ nào để chê trách. Nhìn chỉnh thể cả bộ phim rất thú vị. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.